Đây đây là lô nhãn mát nha, cái nhãn giá để mà mình đang làm cho một bà chị để mà bán đồ thời trang nha cả nhà. Cái nhãn giá này thì hầu hầu như là ai mà bán đồ thời trang hay là bán quần áo, bán mỹ phẩm hoặc là chúng ta bán những cái túi xách ba lô thì chúng ta đều cần hết nha. Nên đây là nó nhãn giá. Đây thì nó sẽ có cơ, khi mà nhãn như thế này thì chúng em sẽ in và in theo cái kiểu đục lỗ cho tất cả mọi người luôn với một mức giá rất là hợp lý nha. Còn cái dây treo này nè thì rất là nhiều anh chị em hỏi, nhưng mà nếu như mà anh chị em nào cần thì mình sẽ chỉ cho chủ lấy hoặc là mình lấy dùm cho. Cái này là dây treo, cái dây này là khi chúng ta móc vô thì chúng ta gỡ ra là nó đứt luôn ha, để phòng cái trường hợp là người ta đã xài rồi mà người ta tới đổi trả này nọ thì nó không hay. Còn cái này là nhãn mát thì bên mình có in số lượng lớn, mọi người cứ an tâm, cần thì cứ gửi qua cho Phương để mà Phương thiết kế cho mọi người nha. Nè, khi mà mình in cái nhãn mát như thế này thì nhất là nó sẽ quảng bá, cái này đó là Thị 20, là một cái thương hiệu quần áo nha, thời trang rất là nổi tiếng luôn đó. Thì cái này là thứ nhất là nó khẳng định thương hiệu cho mình, thứ hai nữa là nó thể hiện cho mình cái sự mà gọi là chuyên nghiệp nha, trong mắt khách hàng nha. Và thứ ba là chúng ta có thể là gửi gắm được những cái thông tin của sản phẩm tới, ví dụ như cái này nè, chúng ta sẽ giặt máy nè, nước mát nè, hoặc là chúng ta không được dùng hóa chất tẩy nè, hoặc là như thế nào thì chúng ta có thể là dặn khách chúng ta để mà xài cái sản phẩm cho nó ok, để mà khách hàng đánh giá của sản phẩm của chúng ta là chất lượng nha, và còn trở lại lần sau. Thì cái nhãn mát như thế này anh chị em nào cần cứ alo Phương nha. Mình sẽ in theo cái kiểu mà hình chữ nhật nè, hình tam giác, tứ giác hay là hình vuông đều được hết nha cả nhà. Chỉ cần còn nếu mà mình bế khuôn thì mình sẽ tăng thêm cái tiền bế, còn nếu mà không bế khuôn thì cái giá nó rất là rẻ luôn. Mọi người cần thì cứ inbox Phương nha.